Ngày xưa tôi có biệt danh là Thánh. Rồi, sẵn sàng. Khóa lại trước. Knock up, knock đi item mà vậy hả? Không, nhưng mà ăn thua gì? Đó, rồi, bạn đánh cỡ nào? Đó, thích đánh cỡ nào? Đấy. Giờ thì ở đó mà chơi nha. Rồi, đánh đi. Đánh đi bạn, thoải mái đi bạn. Không, cứ từ từ mà hưởng thụ, cứ từ từ mà hưởng thụ cái cảm giác. Pokemon chơi phép là Natural Mod. À, cái con này của nó hả? Mod Faker. Cứ hưởng thụ cái cảm giác hồi máu của mình đi bạn. À, nó thao chiêu nó lại rồi. Ok. Con này chơi có chơi lửa hả? Nói về chơi dơ chưa ai qua được không? Ok. Con này làm được gì ta? Con này sẽ sửa đen đúng không? Con này sẽ sửa đen phong Lissi trước nha. À, nó cắm mấy chiêu gồng luôn à. Ok, cắm gồng thì anh đánh. À, phí. Ôi, chiêu này ăn thua gì đâu. Đúng rồi, nó cắm 3 lần ấy, nó cắm 3 lần. Rồi giờ nó không có sửa đen được luôn anh em. Nó không có sửa đen được luôn, tôi đánh luôn. À, tôi đánh luôn, không có sửa đen luôn. Tôi đánh luôn, đâu có sửa đen được. Nó sửa đen nó cũng chết mà, nó phải đánh chứ. Không, nó mà nó đánh tôi không chết thì cũng vậy như không thôi. Con này giờ tôi đổi con khác này, thì tôi đổi con khác tôi hột đóng máu. Không nhảy được sao mà ăn hả? Nên con này đánh tôi bằng niềm tin hả anh em? À, con này vô thả Steel Rock thì chứ làm được gì. À, con cỏ nó bị Lissi không ta? À, nó cũng bị nữa hả? Toxic Rồi. Hai anh em mình tâm sự đi. À, cố thả cho dữ vô. Ok, để coi là sau ba cái Toxic Spike nó bao nhiêu độc. Ok bạn. Siki đâu 300 điểm của em nó chứ chơi được. Nhìn nhau tới chết hả? Dám đâu nó có hồi máu ấy. Ôi má ơi, ha tận dụng cơ hội hồi full luôn ha, quất cho full hết chiêu ra luôn nè, Spike đó nè. Ồ, tận dụng cơ hội thả cho dữ vô ha. Khủng khiếp thật sự ấy, hay ấy. Cũng đâu có di chuyển được đâu, cho nên là chỉ có chơi vậy thôi. Đấy, bây giờ bạn bạn thả ra một đống đồ này đâu rồi. Đấy, coi này thả một cái Steel Rock, hai cái Spike, hai cái Toxic Spike. Rồi. Ok, giờ bạn này con này sẽ đánh liên tục đúng không? Đánh sẽ đánh liên tục hệ băng đá vậy đúng không? Từ từ đã anh em. Để coi bị bao nhiêu máu. Một cái Toxic này. Hai cái này. Ôi xe small nè. Tăng tấn công mà. Giảm phòng thủ ok. Anh thì anh đánh trực tiếp lắm. Anh thì anh đánh trực tiếp lắm. Làm team Eplosion mà bị hành không trừng phạt nào. Đánh đi. Mẹ nó. Rồi. Rồi đánh đi. Nhiều vô. Level là Magic Gua đúng không? Con này gồng lên sẽ đánh đánh chiêu vật lý đúng không? Anh lệnh kháng phép mà đúng không? Lấy con này đánh được không? À nó lâm hả? Ờ nó lâm rồi, đến lâm đi. Ghê ta. Bắn khủng gì ta? Hay ha. Shell Smon, ok, Shell Smon. Giờ nó có cái con này là skill link nhưng mà nó không chơi Choice Rap. Skill link nhưng mà nó không chơi Choice Rap. Để coi con Chansey nó ăn bao nhiêu cái đam. Hai cái đam là được 1 phần muốn 1 phần 3 cái máu à. Chứ không nhiều. 4 bậc attack. Ờ, đam cũng ghê ha. Mà có ability skill link cho nên là nó đánh tới 5 lần lận. Một cái Spike này, một cái Steel này là nửa cây. Bị độc không? Không bị độc. Thấy chưa? Vậy là nếu mà con rồng của anh đeo thêm cái con rồng này của anh mà đeo thêm cái Choice Strap là ngon luôn ấy. Con rồng của anh này mà đeo cái Choice Strap là bao ngon nha anh em. Con rồng này mà đeo Choice Strap là đúng đúng bài luôn ấy. Con rồng mày chết rồi, con rồng mày chết rồi. Nó lại Choice Band, không chơi được chiêu. Bây giờ sẽ là một con. Hai con này có thể đấu qua đấu lại được mà. Speaker này, Steel này. À thao à. Bạn sợ thật sự. Bạn sợ anh thật sự anh em, không sao ha, tội nghiệp bạn. Tội nghiệp bạn. Bạn sợ tình hình nó căng thẳng như hồi nãy. Lucario à, Lucario giờ làm gì đây? Đợi con cho bạn đánh đi. Lát lấy con kia ra chơi sao để cho nó hồi máu cao cao xíu. À, với lại để cho hết. Bạn không có à, bạn không có ấy được rồi, bạn không có bị gồng lên hả? Ok. Má ơi,
Trời ơi, xui như thế là cùng, gồng cho dữ vô, gồng cho dữ vô rồi bị một cái lửa rồi đánh luôn chứ sao giờ, chứ giờ làm gì được, không giờ không đánh là gồng thôi hả? Rồi tuổi gì rồi giờ nói chuyện sao với anh vậy, con gì đây? Ok đấy, được rồi, ok mình block nhau đi ha, mình block nhau rồi mình nhìn nhau, anh chấp nhận một cái, anh chấp nhận một cái styrofoam à, ý là nó gồng đúng không? Ok đấy, anh vẫn chấp nhận tôi ship, không sao hết, không sao hết. Rồi để anh hồi máu cho em búp đọc tiếp. Trời ơi, cảm giác nó thật sướng nha anh em. Cảm giác nó thật sướng. Anh tính chơi nhây mà thôi, cho bạn về nơi chín suối cho hay. Mà còn thành pro hay thật sự nha anh em. Đấy, nhờ cái cách block hồi nãy của bạn